回来落球半天，排队半天，开心片刻接送，回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，与你每天，家中那些温暖，从来都。Thêm thật nhiều hành. Thêm nước thành canh luôn rồi. Nè, chị Thiện kìa. Cô ấy thật quyến rũ. Rất muốn được làm ly cà phê cho cô ấy nhâm nhi. Nè, chuyện ghê tởm như vậy tất nhiên là để tôi đi làm rồi. Nè, Trang Kỳ, tôi nhìn thấy trước mà. Anh đừng có như vậy. Nè. Ôi. Trời, có phải không vậy? Tôi thích ăn mỡ hành lắm đó. Nè, sao ồn ào vậy hả? Chuyện gì vậy? Đứa nào? Là nó. Tôi liếm sạch sàn nhà cho tôi. Nhưng mà tôi còn chưa đụng đến cái mỡ hành nữa mà. Anh xui xẻo hả? Quên đi. Quân gà bị tụi tôi đi đổ thừa. Nó còn làm đổ chén mỡ hành nữa. Vậy cũng được hả? Thì cậu đó. Liếm sạch cho tôi. Anh xin quên. Anh ở đây đúng rồi. Ở góc của anh, chắc chắn nhìn thấy toàn bộ sự việc. Mau lên, anh nói với chị Đại Phân biết đi. Anh nhìn thấy ai làm đổ chén hành có đúng không? Nhìn thấy những gì? Anh thử nói xem. Tôi cho anh liếm sạch nhà vệ sinh nam luôn đó. Hồi nãy tôi đang ăn cơm, tôi không có nhìn thấy. Cái gì? Rõ ràng hồi nãy anh nói rõ ràng hồi nãy tôi nói là tại sao dĩa cơm này lại ngon tới như vậy mà trong mắt của tôi chỉ có cơm xá xíu mà thôi. Còn muốn nói gì nữa không? Cậu tính liếm thiệt hả? Lau sạch sàn nhà là được rồi, đồ khờ. Không, dì Tư, dì không thể nghe Bonnie nói vậy được. Cái này không phải gọi là vô liêm sỉ, cái này gọi là biết đường rút lui kim thành an. Hình như con phải gọi là con người mặc giày kim thành an mới đúng đó. Nè, cho dù không giúp được quân gào cũng được. Phải, lần này anh ta né được đó. Nhưng mà ba tên đại ác này sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Ông biết lần trước Phạm Liễu Nguyên đắc tội ba tên đại ác này hậu quả là gì hay không? Lúc anh ta đang đi cậu trong toilet có người ném pháo vào trong đó. Pháo nổ rồi người anh ta nguyên đóng luôn. Vì vậy lần này anh ta chỉ bị lau sàn đã may mắn lắm rồi. Cảm ơn cậu đi. Con sợ chết, không có gan thì thừa nhận đi. Đừng ở đó làm ra vẻ nghĩ cho quân gầu. Giả tạo. Con muốn mất mặt cũng đừng làm trước mặt Bonnie chứ. Đám con gái ghét nhất là con trai không có gan. Thì đó, thường ngày ngoại kêu con luyện võ, con coi lời ngoại như gió bài. Ngoại chính là lo cho con gặp những tình huống như vậy, con có thể nhìn thấy điều bất bình, ra tay cứu giúp. Ai ngờ con lại nhu nhược như vậy chứ. Đúng là làm mất mặt kim cang môn của ngoại. Bé hai à, tại sao những gen trội và mạnh của con không truyền lại cho thằng con này vậy hả? Ngọc bất trác, bất thành khí. Con dùng đủ cách nhu cương mà dụ nó suốt 20 mấy năm trời, nó cũng không có gan và sợ việc. Con đơn giản là trời sinh đã là anh chàng đẹp trai hiền lành, không biết ganh đua rồi. Cũng không nhất định là trời sinh đâu. Trước đó con có xem cuốn sách về tâm sinh lý trưởng thành. Bé trai lúc nhỏ sẽ học theo hành vi và tính cách của người ba để đồng điệu với ba của mình. Rất có khả năng thành ăn từ nhỏ tới lớn đều không có được người ba kiên cường để nó được học theo, mới trở nên vô dụng như vậy. Chính xác luôn, lập luận này rất tốt đó. Nhưng con phải nhấn mạnh một điều, con không phải gọi là vô dụng. Có thể tính cách của con so với người bình thường khác có một chút đỉnh không giống. Nhưng mà cái này đều do hoàn cảnh tạo thành. Con bây giờ có thể coi là con trai của Triều Vĩ rồi. Sao không thấy con học theo anh ta, ga lăng với anh ta? Tính cách hình thành từ lúc 3 tuổi mà. Thì Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Con cũng lớn như vậy rồi, sao thay đổi được? Không sao, không sao ba. Nếu nó không chịu thay đổi, con sẽ dùng những phương pháp khủng khiếp để cho nó thay đổi đó ba. Được. Má Mi, làm sao mà không thay đổi được chứ? Con chỉ nói chơi thôi mà. Chỉ cần má hứa với con đừng trói tay trói chân con, nhốt vào trong phòng tối là được. Vậy đi, bắt đầu từ bây giờ con sẽ coi anh Triều là thần tượng của con. Anh uống ly trà đi. Cảm ơn. Má Mi khỏi trong phòng dễ da thay đồ, anh đợi thêm chút nha. Dễ da? Con nói má cậu vậy, cậu không sợ tôi mét lại má cậu nghe hả? Tất nhiên không được nói ra rồi anh Triều. Tôi cũng đồng cảm với hoàn cảnh của cậu. Lúc má cậu nổi giận lên thật sự không dễ chịu đâu. Giống như hai ngày trước, tôi chỉ vô tình cho lời nhận xét về kịch bản của cô ấy thôi. Sau đó cô ấy nói chuyện với tôi câu nào cũng có gai hết. Tối hôm qua tôi mới dỗ được cô ấy. Tôi hiểu. Tôi cũng vậy đó. Ủa, cái đồng hồ đó có phải chậm chút không? Đúng rồi, cái đồng hồ cổ đó lên dây cót đó. Mỗi cách một tuần thì nó lại chạy chậm 8-10 phút. Nhưng mà không sao, lên dây cót xong là được rồi. Tiếng động gì vậy? Đồng hồ nó tự rớt, còn không có đụng vô à?
Mà nói chứ còn bao nhiêu lần đồng hồ cổ này rất đắt tiền mà, đừng có đụng vô mà. Nhưng mà con đúng là chưa có đụng vô nó mà. Anh Triệu ở đây, anh ấy nhìn thấy tất cả. Anh Triệu, anh nói cho má biết tôi chưa có đụng vô đi. Giúp Thành An thì lại đắc tội với Thiện thì sao? Anh suy nghĩ hả? Vậy là muốn bao che cho nó rồi. Được, anh nói đi, dù anh nói gì em cũng không tin. Anh không nghe gì hết, không nhìn thấy gì hết. Nghe thấy chưa, không giúp con đâu. Phạt con 3 tháng không có tiền tiêu giặt để con nhớ kỹ. Không được đụng vào thứ mà má kêu con không được đụng vào. Má mi, má đừng có phạt con 3 tháng mà. Má phạt con nửa tháng là được rồi, nửa tháng con đã nhớ kỹ lắm rồi. Con có đụng vào cái đồng hồ hay không? Có, má mi. Phủ nhận cái cùng mới đúng chứ. Không có chút gan, 4 tháng không có tiền tiêu giặt. Má mi, má đừng mà, con biết lỗi rồi mà. Má cứ phạt con 3 tháng đi, má đừng phạt con 4 tháng đừng mà má. Má nữa. Má nói con nghe, con không được ăn sáng. Trên bàn có thùng đồ bỏ, đem đi bỏ cho má. Má mới viết cuốn tiểu thuyết. Đây là bản thảo, coi hết cho má. Viết cảm nghĩ sau khi đọc. Má mi. Anh Triệu, giúp tụi nó một câu công bằng đi mà anh Triệu. Tôi sẽ gói điểm tâm về cho cậu ăn ha. Tiền à, chúng ta đi. Anh Triệu, tự mình kiểm điểm lại đi. Không phải đâu má mi, má tin con đi mà má mi. Còn anh Triệu à, má còn kêu con học ảnh nữa. Anh ta còn vô dụng hơn con nữa. 4 tháng tiền tiêu giặt bây giờ con phải giúp má dọn dẹp như vậy. Cái máy này nhìn còn già hơn mình nữa. Nhất quyết đem bán hỗ trợ chi phí mới được. Cuốn tiểu thuyết trinh thám mới này của má đúng là không đủ tỉnh táo cũng không thể hiểu được. Ủa? Sạc đầy pin rồi nè. Còn xài được luôn nữa. Cái máy này á, chắc má mua lúc mới quen biết ba. Nếu như gọi qua đó được nghe thấy giọng của ba thì tốt rồi. Sao có thể chứ? Alo, ai đó? Cho gặp Kim Thành Võ, cảm ơn. Không, mình điên rồi sao? Tự nhiên muốn kiếm một người đã không còn tồn tại. Đặc nhiệm Adet La Aka, anh đang tìm gì vậy? Thì em cũng biết ba của anh là đặc nhiệm của Adet La Aka rồi. Tối hôm qua sực nghĩ tới ba, anh phát hiện mình không biết gì về ba hết, nên mới muốn tìm hiểu cuộc sống của đặc nhiệm. Em không giận anh không giúp quân gạo nữa hả? Tâm Như nói với em rồi, từ nhỏ anh đã không có ba bên cạnh mới hình thành tính cách nhu nhược và ngại việc như vậy. Em nên thông cảm với anh mới đúng. Anh luôn tự ảo tưởng nếu từ nhỏ có ba trưởng thành chung với anh, không biết anh sẽ thành người như thế nào. Chắc là sẽ khác lắm đó. Giáo sư có thời gian bàn về bài luận văn của em rồi. Vậy sau khi em xong việc đi ăn với anh được không? Được. Vậy em đi nha, bye bye em trai. Bye bye chị gái. Năm 1995, Mommy từng kể ba trước khi làm nội gián thì là đặc nhiệm của lãnh sự quán Adet La Aka ở Hồng Kông. Đại sứ bị 4 tên cướp giật túi sách, người đặc nhiệm bảo vệ ông 1-4 và bị thương nhẹ, nội công thâm hậu dữ dội. Chẳng lẽ là bá mình? Alo? Có phải anh dùng điện thoại này gọi cho tôi không? Phải rồi, xin lỗi, tối hôm qua tôi gọi lộn số. Tôi là Kim Thành Võ, tại sao anh lại có số của tôi vậy? Nhưng mà người ta muốn tìm không phải anh. Kim Thành Võ mà tôi tìm đã chết năm 98 rồi. Anh nói gì hả, năm 98? Bây giờ là năm 95 mà. Bớt giỡn đi, bây giờ là 21 tháng 10 2019 mà. Anh bớt giỡn thì có. Bây giờ là ngày 13 tháng 5 năm 1995. Anh nói anh là Kim Thành Võ, đang ở thời điểm 13 tháng 5 năm 95. Nghề nghiệp của anh là gì? Tôi không có nghĩa vụ cho anh biết. Tôi không biết có liên quan tới anh hay không nha. Sáng mai đại sứ Adet La Aka sẽ bị cướp ở hầm gửi xe. Đặc nhiệm bảo vệ ông ta đã bị thương. Nếu như... Alo. Alo. À xin lỗi. Tại sao mình lại nói mấy thứ này với anh ta chứ? Mà khoan đã, tại sao cái máy này còn sử dụng được vậy? Ủa, mọi người đâu hết rồi? Ba, chú và chị ba đi dự cuộc họp liên đoàn các chủ nhà rồi. Ờ, con có chuyện này muốn hỏi gì? Có liên quan tới khoa học đó. Con, thật hả? Dạ. Được thôi. Con muốn hỏi chúng ta có thể nào gọi điện thoại cho người sống ở quá khứ được hay không hả gì? Liên quan về vấn đề xuyên không, khoa học hiện giờ vẫn còn rất nhiều tranh luận. Nhưng mà nếu như căn cứ vào lý luận lỗ sâu, người ở hai không gian khác nhau có thể liên lạc với nhau đó. Lý luận lỗ sâu hả? Căn cứ vào lý luận này, các không gian khác nhau cũng có cửa để đi thông qua một không gian khác. Cho nên trên lý thuyết con người có thể đi xuyên không được. Vậy thì nếu như con người làm được, tần sóng của điện thoại chỉ cần thông qua cửa này, theo lý thuyết cũng có thể kết nối được không gian ở hai bên. Còn nữa không vậy, dì nói thêm nhiều một chút đi. Muốn biết hả? Dạ. Tự lên mạng tìm hiểu đi, dì đi tắm đây. Dì Tư à, không phải đâu dì Tư, dì giỏi hơn mà. Thì ra mỗi ngày vào 11 giờ trưa và 11 giờ 11 phút khuya là thời gian lỗ sâu hoạt động mạnh nhất.
rất có khả năng xuất hiện ngắn hạn hiện tượng xuyên không tần số. Nếu như người ở quá khứ nhận được thông tin từ tương lai mà thay đổi hành vi, tương lai cũng theo đó mà thay đổi. Đây chính là hiệu ứng bươm bướm trên thời gian. 11 giờ 11 phút. Gọi thử có phải là 5:95 hay không? Chẳng lẽ sáng nay mình bị trêu đùa? Alo, rốt cuộc anh là ai? Tại sao sáng nay anh biết là đại sứ sẽ bị cướp? Anh có phải là đồng phạm của bọn cướp không? Anh đúng là đặc nhiệm Kim Thành Võ. Anh có sao không vậy? Tôi không sao. Tôi cùng với những người khác không bắt được tên cướp nữa. Nhưng bài báo cáo, làm sao tôi ghi tình báo tới từ năm 2019 được? Anh chờ tôi một chút, tôi muốn kiểm tra lại vài thứ. Sao đặc nhiệm vẫn bị thương vậy? Tên cướp vẫn trốn thoát kia mà. Hả? Đặc nhiệm lãnh sự quán mai phục sẵn bắt được tên cướp. Tại trận không có ai bị thương. Ba, con nói gì ba thay đổi lịch sử rồi. Ba hả? Anh cũng kỳ lạ thật đó. Lúc thì nói anh tới từ tương lai, bây giờ con nói là con trai của tôi. Con là con trai của ba thật đó. Khoan đã, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Ba sẽ mau chóng nhận được một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ đó là làm nội gián trong trường học. Ở trong trường ba sẽ gặp được một cô gái, cô ấy tên là Hùng Thượng Thiện. Cô ấy là má của con sau này đó, ba nhất định phải thích cô ấy. Bên cạnh má còn có một cô tên là Cao Liễu Nhi. Cao Liễu Nhi sẽ làm lộ thân phận nội gián của ba. Chỉ cần ba không để cho cô ấy làm lộ, ba có thể cùng con trưởng thành rồi. Ba, alo. Trời sáng, không phải lớp 8 giờ rưỡi hay sao? Khi nào mà chỉnh giờ báo thức sớm dữ vậy? Chào. Ý, anh An, sao mà trễ vậy? Kênh học đường có hẹn anh làm phỏng vấn mà. Kênh học đường muốn phỏng vấn tôi hả? Anh là kỳ tài văn võ từ lúc trường đại học thành lập tới nay mà. GPA năm nào cũng điểm cao, còn là hùng biện viên giỏi nhất đại học khu vực châu Á 3 mùa liên tiếp. Taekwondo còn là đại đan chính đẳng nữa. Không phỏng vấn anh còn phỏng vấn ai được bây giờ đây? Tôi là hắc đại chính đẳng võ Taekwondo. Đúng rồi, hôm qua anh còn qua câu lạc bộ karate thách đấu với tụi Saki 1-3 đó. Kết quả, trong vòng 15 phút anh đã hoàn toàn đánh bại ba tên đó. Một mình anh đánh bại Saki, Tony và Tử Đan hả? Phải. Bái kiến sư phụ. Tại sao mấy anh mặc đồng phục của Taekwondo vậy hả? Mấy anh không phải là Karate Do hay sao? Ba chiến mã chúng tôi không đấu lại với anh mới phát hiện chúng tôi không phải dân Karate Do. Chúng tôi chịu thua, đã đưa tất cả học viên qua đây theo anh rồi sư phụ. Hy vọng sư phụ chấp nhận. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy chứ? Nếu như một người ở quá khứ nhận được thông tin từ tương lai mà thay đổi hành vi, tương lai cũng theo đó sẽ thay đổi. Chẳng lẽ ba đúng là đã khiến cho Cao Liễu Nhi im mồm không còn chạy trốn, đám cưới với má mi cùng mình trưởng thành, khiến mình thừa hưởng toàn bộ gen văn võ, cuộc đời hoàn toàn thay đổi. Thành An à, hả? Ba má của em muốn mời anh đến trường của họ phát biểu làm sao học tốt văn hóa Trung Quốc đó, anh có thời gian không? Well, nếu như bác trai bác gái ngưỡng mộ kiến thức phong phú của anh lại phong độ, nếu anh không chịu thì khác gì từ chối người ta từ ngàn dặm chứ, đây không phải là hành vi của quân tử đâu. Thành An, anh đúng là giỏi thật đó. Thành An không những giỏi mà còn rất có tương lai nữa. Phòng giáo vụ mới ra thông báo Thành An thi đổ chức cán bộ hành chính, thanh tra tập sự anh ta cũng thi được luôn. Để tôi đi xem kỹ có phải cùng họ cùng tên không. Này này này, lát nữa còn phải làm phỏng vấn. Làm xong phỏng vấn chúng ta còn đi bệnh viện nữa, ngày mai mới coi đi. Bệnh viện? Đi bệnh viện làm gì? Má mình trở thành người thực vật từ hồi nào vậy? Thì 5 năm trước đó. Hôm nay làm sao vậy? Vậy ba của anh đâu? Ba anh ở đâu? Phải không vậy? Hôm qua mới đi cúng ba của con, sao con quên nhanh vậy? Hả? Ba con chết rồi, chết như thế nào vậy? Thật ra Kim Thành Võ ba của con luôn che giấu thân phận đặc nhiệm của nó với cả nhà. Cho tới 5 năm trước nó nghỉ hưu sớm thì đưa con với má của con cùng nhau di cư sang Canada. Không ngờ là ở Canada. Không ngờ bị kẻ thù truy được địa chỉ tới tận nơi trả thù. Anh rể thì chết, chị hai trở thành người thực vật. May mà lúc đó con không có ở nhà mới thoát được kiếp nạn. Tại sao lại như vậy? Mami, con chỉ muốn có ba ở bên cạnh mà thôi. Sao lại khiến má trở thành người thực vật như vậy? Quả báo. Chuyện gì vậy? Quả báo. Anh quả báo. Quả báo. Quả báo. Tất cả đều là quả báo. Tại sao con lại quen cái thằng khùng vô danh này vậy hả? Mọi người không biết anh Triều sao? Sao nhà mình lại quen biết thể loại người như anh ta được chứ?
Tin tức điện ảnh nói người này đầu tư điện ảnh thất bại, lỗ cả 100 triệu, phá sản rồi. Bây giờ bị đả kích mạnh, đang chữa bệnh tại khoa thần kinh. Bộ phim Túy Quyền Ai Mang Nữ của tôi vừa có vỏ vừa có gối, nhất định sẽ bán được nhiều vé. Tôi mời cậu coi, tôi cho cậu vé. Anh Triều, anh là một kỳ tài điện ảnh mà sao kinh doanh thất bại như vậy? Nghe nói bộ phim trước đó của anh ta làm tin biên kịch, khiến cho nội dung kịch bản trống rỗng. Mỗi một cảnh phim không phải tình dục thì là bạo lực. Khán giả xem tôi muốn ói luôn. Nếu như anh Triều gặp là má mi, kịch bản nhất định sẽ rất đặc sắc. Bây giờ anh Triều bị khùng, má thì thành người thực vật. Tất cả cũng tại mình ích kỷ, can thiệp vào quá khứ, thay đổi vận mệnh của họ. Ba, mặc dù bị cậu gọi là ba nghe không có quen, nhưng mà tôi cũng phải thừa nhận, cậu đến từ tương lai. Một tháng sau khi mà tôi nói điện thoại với cậu, đúng là tôi bị phái đi làm nội gián ở một trường học. Lại đúng là thích một cô gái tên là Hùng Thượng Thiện. Chỗ ba đã một tháng trôi qua rồi sao? Chỗ con mới có 2 ngày thôi à. Nhưng mà không quan trọng. Ba có... Tôi đã kịp thời ngăn cản Cao Liễu Nhi tiết lộ thân phận của tôi, tôi mới có thể tiếp tục ở lại trường làm nội gián. Ba có muốn biết những chuyện tương lai hay không? Nếu như tôi muốn biết, đã gọi cho cậu từ sớm rồi. Làm đặc nhiệm như chúng tôi, ít nhất là tìm kiếm sự kích thích. Nếu như mà chuyện tương lai, mọi thứ đều biết hết, làm người cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà ba sẽ bị giết chết đó. Khi nào? Ngày 1 tháng 9, 2014. Lúc đó cả nhà mình di cư sang Canada. Nhưng mà cuối cùng cũng bị kẻ thù của ba tìm được. Ba bị giết chết với tình trạng không có phòng bị. Má bị thương trở thành người thực vật. Còn anh Triều thì... Nhưng mà anh Triều chỉ là người bên lề, sinh mạng của anh ta cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà không có quan trọng, quan trọng là ba với má thôi. Tôi biết làm sao rồi. Tôi nhất định sẽ không để cho má cậu thành người thực vật. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Còn nói với ba những chuyện này có làm ba sợ hay không? Bộ tôi trong suy nghĩ của cậu là người vô dụng như vậy sao? Tất nhiên là không rồi. Mặc dù con chưa từng gặp ba, nhưng ba ở trong lòng của con luôn luôn là người cha giỏi nhất, dũng cảm nhất. Mặc dù tôi chưa gặp được cậu, nhưng cậu là con trai của tôi. Tôi tin cậu cũng sẽ giống như tôi, cũng rất giỏi và dũng cảm. Ba, ba à. Hy vọng ba và má mi không sao. Thành An, ăn cơm nè. Má mi nói chuyện được rồi, má mi không còn là người thân giận nữa rồi. Má, ăn cơm nè. Má, tại sao nhìn má như vậy? Má mi, chân má bị sao vậy? Má bị què 5 năm nay rồi. 5 năm trước xảy ra chuyện gì? Con biết rõ má không muốn nhắc mà, ăn cơm đi. Vậy chúng ta có cần gọi ông ngoại và mọi người ra ăn không? Cũng được. Con thắp nhang nói cho mọi người biết đi. Thắp nhang. Tại sao vậy? Nhà họ Hùng chết hết chứ còn hai chúng ta. Đã 5 năm rồi, năm đó ba con biết có kẻ thù muốn tìm giết chúng ta. Vì vậy trong một trận hỏa hoạn đã làm giả việc chúng ta bị thiêu chết. Sau đó trốn chạy về Hồng Kông, ở nhà của ông ngoại con. Không ngờ cũng bị kẻ thù tìm được. Là chúng ta hại chết cả nhà họ Hùng. May mà lúc đó con đi ra ngoài, ba của con vì cứu má nên đã hy sinh. Còn cả đời của má cũng phải sống với chiếc xe lăn này. Tại sao càng sửa càng tệ vậy? Tại sao toàn bộ người nhà Hồ Hùng đều gặp chuyện, chứ có mình con là không sao? Không phải đâu, bọn chúng bắt gặp con ở dưới lầu, nổ súng vào hạ bộ cơ thể con đó. Tại sao? Thành An, con nói mơ hả? Nằm mơ hả? Tối hôm qua con thức khuya để đọc cuốn tiểu thuyết mới ra của má con đó hả? Ông ngoại à, con ngủ bao lâu rồi? Tối hôm qua con ở nhà má con, lấy cái điện thoại cũ về. Sau khi ăn cơm thì về phòng đọc tiểu thuyết rồi. Làm sao ngoại biết con ngủ mấy tiếng rồi chứ? Thì ra con nằm mơ thấy ba thôi hả? Sao hả? Bộ tiểu thuyết kỳ ảo này của má có phải rất đặc sắc không? Khiến con xem tới nhập tâm luôn. Một cặp cha con chưa từng gặp mặt nhờ vào một máy điện thoại cũ, từng bước phá các vụ án ly kỳ, từ đó tìm lại tình cha con bị mất. Tình phụ tử này cảm động quá. Thôi không nói nhiều nữa, rửa mặt đến răng ăn sáng đi nè. Cảm ơn ông ngoại. Mình cảm thấy tiểu thuyết này rất hay. Rốt cuộc là má mi viết quá hay, hay là do mình quá nhớ tới ba vậy, cho nên mới đặc biệt đồng cảm. Thật sự không hiểu, giấc mơ này chân thật quá đi. Mình mơ hồ cảm thấy dường như ba đã để lại gì đó trong tim của mình. Bà già, xe đẩy của bà làm chạy xe tôi rồi, bây giờ làm sao đây? Cậu trai à, cậu đừng có đổ oan cho tôi. Xe đẩy của tôi còn chưa đụng vào xe của cậu mà. Tôi cố ý đổ oan đó. Bà làm gì tôi? Bà không đành tiền á, tôi phá nát xe đẩy của bà luôn bây giờ. Ăn hiếp bà già hả? Đúng là cặn bã mà.
Tôi không có tiền thật mà, tôi năn nỉ cậu. Mặc dù tôi chưa gặp được cậu, nhưng cậu là con trai của tôi. Tôi tin cậu cũng sẽ giống như tôi, cũng rất giỏi và dũng cảm. Nếu như cho ba nhìn thấy, ba nhất định sẽ không chạy trốn. Anh tôi con, đừng có ăn hiếp bà già nữa. Làm chuyện rùa bu hả? Tập cho đô con trước đi. Nắm đấm của tôi còn bự hơn nồi cơm của cậu nữa. Bây giờ tôi còn ngon lắm hay sao? Tôi cũng to được vậy. Tối ra hồi nãy tôi nghe rõ anh ăn hiếp bà già mà. Bà đừng có sợ, có chuyện gì con làm chứng cho bà cho. Bây giờ tôi đập cậu một trận, rồi quăng qua một bên, cũng không có ai thấy đâu. Bà có nhìn thấy không? Không thấy. Bà ơi bà. Tôi nhìn thấy. Anh Triệu, sao nó đây vậy? Thì đón má cậu đó. Chuyện lúc nãy tôi thấy hết rồi. Tôi tên Triệu Dĩ. Bạn trong giang hồ nể mặt thì gọi tôi là anh Dĩ, kẻ thù thì gọi tôi là Dĩ Sẹo. Anh là ai? Xưng hô ra sao? Hâm dọa ai hả? Giả danh đại ca sao? Anh sống nhờ vào việc ăn hiếp bà già và người trẻ tuổi. Nếu chuyện này lọt ra ngoài, người mất mặt chính là anh đó. Nè, tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng nếu anh thích tôi có thể chơi tới cùng. Anh Dĩ, tôi nghĩ chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi có hẹn rồi, tôi đi trước nha. Lần sau gặp tôi mà uống trà. Được, uống trà nha. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn sao rồi chị hai? Anh Triệu à, anh dũng cảm thiệt đó. Dũng cảm gì chứ, hôm qua nhìn thấy vẻ mặt bà chặn của má cậu, tôi không dám làm chứng cho cậu. Nhưng mà xem ra hôm nay tâm trạng của ấy tốt hơn nhiều. Để tôi giúp cậu năn nỉ cho. Thiệt hả? Ừ. Cảm ơn anh nha anh Triệu. Ê nè. Không có chuyện gì? Trời ơi, sao cậu nhiều gạo vậy hả? Gạo nhiều tới nỗi nè. Cậu đừng giúp nha. Mặc dù tiền giống mình đã không có ba, nhưng mà ở bên cạnh anh Triệu, mình cũng có thể học tập làm người đàn ông chân chính. Quá trời luôn, nhìn nè.